mang công chúa dưới hang trở về. Sao ngày nay ít nghe dân ca vậy, đã có chuyện gì xảy ra vậy ta? Khi dân ca vươn tay mà chưa bay xa tận tay ta. Vì cuộc sống vốn bộn bề nên đôi khi ta quên mất, nhưng dân ca vẫn quanh ta, còn đâu đây đang phản vỡ. Đừng nói với tôi là dân ca đã hết thời, vì đó đối với tôi là ngày ngắn khi chưa tới. Lý do là bây giờ dân ca đã khoác áo mới, dân ca bắt bộ lấy cây đa và phát bên đang tới. Dân ca bắt bộ lấy cái đàn và phát bên.